Hello anh em ơi, hôm nay cân tia của dòng Sasuke anh em, dòng cực kỳ chất luôn. Đây, dòng này thì xưa giờ là điều bảo hành cho anh em là 15 đến 18 tháng đúng không? Của thương hiệu Sasuke này, LS005, nhưng mà hôm nay dòng cải tiến mới LS002 anh em. 002 thì nó được thiết kế bên trên là cao su này ha, chịu sự va đập này. Đó, các nút để mình nhấn này. Đấy anh em, đó, nó bọc cao su bên ngoài rất là chắc chắn và bụi bặm không thể nào mà vào bên trong được. Nè, mắt là được bọc kín ở bên ngoài, bên trong là mắt kim loại cho anh em mình luôn ha, rất là chắc chắn và bền bỉ luôn. Trong này nó bảo hành đến 18 tháng anh em ạ. Giá bình thường ở trên thị trường hiện nay nó đang là trên 1 triệu hết anh em. Có nhiều khu vực thì đang giá niêm yết của công ty hiện tại là 1.150.000, nhưng mà nhiều khu vực thì nó tầm 1.200.000. Ở dòng này Minh Châu hôm nay là sale cực kỳ rẻ luôn anh em. Theo dõi video để Minh Châu test xong sẽ báo giá cho anh em nha. Về chế độ bảo hành anh em thấy ok rồi. Còn máy thì anh em thấy ở bên dưới này, bình thường những dòng khác đúng không, là nó đế nhựa phần bên dưới này nó không được chính xác đúng không. Anh em quay này, thấy nhẹ nhàng không? Nhưng mà nó thiết kế bên dưới nó có một cái núm kim loại. Đây, cái đình tâm bằng kim loại này thì anh em mình để lên bất cứ một cái mặt phẳng nào thì nó cũng đều rất là ok hết anh em. Đó, cái đình tâm ở bên dưới này làm bằng kim loại luôn. Đây, anh em thấy không, mình có thể cân chỉnh ở bên trên, có cân nước để cho anh em mình cân khi mà chưa bật tia đúng không. Còn máy thì được kèm theo cho anh em này hai pin luôn anh em. Đây, hai pin như thế này cho anh em mình luôn ha. Đó, hai pin một sạc có đầy đủ cho anh em luôn. Đây anh em xem này, tia cực kỳ đã sáng vô cùng luôn anh em. Chương trình hôm nay là Minh Châu về số lượng thì giá cực kỳ mềm cho anh em luôn. Đó, anh em nhìn này, ok chưa, 5 tia xanh nha anh em. Đó, chỉ cần lắc tay là máy nó sẽ báo khi mà anh em máy nó không được cân bằng này. Đó, anh em thấy không, nghiêng là nó sẽ báo đúng không. Còn anh em mà để được định tâm được cân bằng thì máy nó sẽ chính xác và độ sáng thì cực kỳ cao luôn. Độ sáng mà của dòng này thì công ty bảo đảm là 100m nha anh em, 100m nha, sáng cực sáng luôn, sáng cực xa luôn anh em. Ok chưa, quá chất luôn. Nhưng mà giá hôm nay anh em nghe là thích liền luôn, chỉ có 780.000 là anh em sở hữu một máy như thế này. 780.000 nha anh em, 780.000 mà anh em sở hữu được hai pin. Rồi, còn cái hộp quên nói này, cái hộp thì anh em thấy này, trời ơi, nó thiết kế cái hộp là bọc cao su ở tay cầm luôn anh em, sắt thoải mái mà bát này, rất là dày dặn luôn. Anh em khóa lại này, đó, sắt như thế này, khi mà anh em rơi rớt là không phải sờ nha. Đó, giống như thế này, anh em thấy không. Nhưng bên trong anh em xốp này bọc rất là chắc chắn luôn. Phiếu bảo hành này của công ty này anh em, pin này anh em bỏ, nó rơi rớt con này thì nó chịu sự va đập cũng khá khá, cho nên anh em mình lỡ có rơi rớt thì cũng không đỡ phải vất vả suy nghĩ lo toan đúng không. Này anh em, đó, chỉ cần mà anh em nghiêng là nó sẽ báo đúng không. Đó, được cân bằng là máy sẽ in ru. Đây anh em thấy không, tia nét sáng căng đét luôn anh em. Có khóa tia ở bên trên nha anh em. Nháy tia là anh em có thể định dạng tia được từ xa ha. Mình vừa khóa tia được và vừa có chế độ nháy tia để định dạng từ xa. Thí dụ như anh em mà để hơn 100m thì ở xa anh em mắt mình thường mình sẽ khó thấy đúng không. Nó nháy tia như vậy anh em nhìn ở đâu chẳng thấy đúng không. Nó là nháy như thế kia là tha hồ là anh em làm việc luôn ha. À, ở trời nắng thì anh em thấy cái tia sáng như vậy, với đèn nó sáng cực sáng như thế này mà anh em thấy tia không, rất là sáng luôn đúng không. À, mình tắt chế độ nháy này, ok chưa. Giá chỉ có 780.000 là anh em sở hữu nguyên bộ như thế này về. À, bảo hành 18 tháng cho anh em của thương hiệu Sasuke nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của máy xịn Minh Châu để mình sở hữu một máy. Còn anh em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Anh em được kiểm tra hàng đúng như vậy, anh em thanh toán và nhận hàng sử dụng. Quá trình sử dụng có vấn đề Minh Châu sẽ bảo hành cho anh em hoàn toàn trong vòng 18 tháng, nên anh em yên tâm ha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.